Vâng, cửa hàng âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Rất vui mừng cửa hàng lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong một clip test sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 16 tháng 5 năm 2021. Cửa hàng âm thanh Hạnh xin test những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn bên cửa hàng. Vâng, sản phẩm thứ nhất là một chiếc đài Lationa mang mã số 585. Sản phẩm thứ hai là một chiếc đầu câm Peeler có modem T1000S. Và tiếp theo là một cuốn băng Akai và hai chiếc điện thoại đá cẩm thạch. Cửa hàng xin gửi cho 4 vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng. Vâng, vậy quý vị và các bạn theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Hạnh biết những sản phẩm gì về trong ngày và những sản phẩm gì hiện còn bên cửa hàng. Quý vị và các bạn liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn, cửa hàng cũng đã lên danh sách để gửi hàng cho khách hàng của mình. Vâng, có một chiếc đài Lationa có modem 585 đẹp tuyệt vời và một chiếc đầu câm của hãng Peeler rất gấu. Chiếc đầu này thì vừa về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng đã được nhận chủ nhé. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn và đọc danh sách của khách hàng. Vâng, vị khách hàng đầu tiên, cửa hàng xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Cửa Lò, Nghệ An, hai chiếc điện thoại đá cẩm thạch mới về. Đây là một chiếc và đây là một chiếc rất đẹp luôn. Vị khách hàng tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho anh Mai Văn Anh có địa chỉ 161 phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Anh đặt một chiếc đầu Peeler có modem T1000S. Đây, chiếc đầu thì cửa hàng cũng đang test đây. Sản phẩm tiếp theo, cửa hàng xin gửi cho anh Võ Đình Dũng. Võ Đình Dũng thì ngày hôm qua anh có đặt một chiếc đầu 3 số 3 ESG rồi. Ngày hôm nay thì anh tiếp tục đặt một cuốn băng có chương trình là Trường Vũ đặc biệt. Thì anh theo yêu cầu của anh thì cửa hàng đã sang Akai cho anh nhé. Vâng, xin gửi cho chú Lê Hùng có địia chỉ tại số nhà 2/67 ngõ Hoàng Ngân, thành phố Nam Định. Chú đặt một chiếc đài Lationa có modem 585. Vâng, sản phẩm thì chiếc đài đang phát cho quý vị và các bạn nghe chất âm của sản phẩm đây. Và chiếc này thì để nói về độ mới, độ đẹp thì cực kỳ là mới và đẹp luôn. Màu rất là tây và sang nhé. Rất ít có những chiếc đài Lationa có modem 585 mà còn xuất sắc như thế này. Mang tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một phiên bản mới hoàn toàn. Lần này đội bóng xứ vạn đảo sẽ có trận đấu đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đội bóng đứng cuối bảng G không chỉ thay đổi ở vị trí huấn luyện viên trưởng mà còn triệu tập những gương mặt trẻ mới hoàn toàn lên đội tuyển Indonesia. Trong số 37 cầu thủ được gọi, có tới 23 người trong lứa tuổi rất là lét và chạy băng quá là ok luôn. Các sản phẩm thì chạy ngon lành hoàn hảo, bác cứ nhận hàng và yên tâm khi sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp. Thì các bác biết những sản phẩm này nó chất lượng và đẹp như thế nào? Sao họ vẫn là đội bóng yếu nhất của cái bảng đấu này? Thì chúng ta cần phải khẳng định Vâng, bác khách hàng mua chiếc đài thì cửa hàng ở Thanh Hạnh sẽ tặng bác một cuốn băng. Vâng, và chiếc đầu phía bên dưới thì cửa hàng cũng đang phát đây. Một chiếc đầu Peeler rất là gấu và máy móc thì đẹp tuyệt vời luôn. Cửa hàng thì cũng đang test cho khách hàng có thể nghe chất âm của sản phẩm. Vâng, vậy những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn thì cửa hàng cũng đã đọc danh sách rồi. Và đây là một clip thông báo tới tất cả những vị khách hàng thường xuyên theo dõi và ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng cung cấp và thường xuyên theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh nhé. Vâng, các bác có thể nghe một đoạn ca khúc cửa hàng sẽ test những sản phẩm của những vị khách hàng ở xa đã có đơn đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Một mai có tiên mê. Vâng, đây là chiếc đầu câm Peeler đang thể hiện nhé. Tôi lại về bên. Hay lắm luôn đấy ạ.
mặc tình giống chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nắng xưa, vui một thuở linh đinh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm. Triệu 500. Vâng, đúng thật là chất âm thì cực kỳ là đẳng cấp luôn. Vâng, ngồi nghe trực tiếp ở đây thì các bác mới cảm nhận được độ hay và chất của sản phẩm. Vâng, vậy qua clip này cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.